Con dê ăn ở trên bãi này rồi rơi số 2 nhé các bác. Đây rơi số hang này. May mà em tí đấy mới biết này. May đấy. Sau vết mà nó khô sao quá. Này tăng này em huấn luyện chúng biết người rồi. Ôi nhỏ. May có con giỏi rồi. Đừng đâu. Đây, rơi từ trên cao này xuống này bác này. Nó bị thương rồi nhá các bác. Nhanh khá mà ăn khá ná mà khẩn. Lấy đi. Ăn khá ná mà khẩn. Ừ. Không. Ôi. Cứng mã. Mí. Nó bị thương quá. Mí nói có ọc cửa mà kéo ấy nha. Kéo nó kìa. Mẫu. Cái tâm nào mới mất.